Hello, Thanh Vũ xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Thanh Vũ cũng rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Thanh Vũ miền Tây Vlog. Ngày hôm nay thì Thanh Vũ sẽ mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với Thanh Vũ, đó là đi khám phá cái chợ Phong Điền. Thì hiện tại đang giờ thì Thanh Vũ đứng ngay trang tại chỗ cổng của chợ Phong Điền nè anh chị các bạn. Bây giờ thì thôi Thanh Vũ sẽ quay cho anh chị các bạn xem nha. Và bây giờ thì Thanh Vũ cũng mời anh chị các bạn cùng đồng hành với Thanh Vũ để khám phá cái chợ. Trước cổng chợ thì có cái dòng xây nè anh chị các bạn. Cái dòng xây này thì cái ngã tư, trang tại chỗ ngã tư. Phía trước đó của anh chị đó là trang tại chỗ là cái khu chợ rau củ quả thực phẩm, còn ở phía bên đây là trang tại chỗ cái khu chợ Phong Điền. Ở đây thì ta khu này khu bách hóa tổng hợp đó. Như vậy thì mời anh chị và các bạn cùng đồng hành với Thanh Vũ để khám phá ở trong cái chợ thực phẩm anh chị các bạn, rau quả, coi thử bà con mình mua bán ở ngày hôm nay như thế nào. Wow, giờ xin mời anh Nam đi dài. Anh chị các bạn nhìn phía trước thì người ta cũng trưng bày bán là quả, chẳng hạn như là ở đây bán quýt chôm chôm là rất là nhiều nè anh chị các bạn. Chào chị, ở đây mình bán được giống chị? Dạ, lai gai. Lai gai mình ở phía cái trước này mà bán cũng không bằng trời sao. Cũng không bằng trời sao hả? Dạ. Ở đây thì khu của mình ở đây là mấy cái khu bán là chị? Dạ, ba khu. Ba khu là hả? Ở đây là khu số mấy? Số 1 đó. Số 1 đó hả? Ồ. Mình nhìn thấy còn thấy ít người mua quá. Dạ, tại vì nó dồn hay sao hết. Ờ, vậy đó hả? Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Chúc chị bán đắt nha. Đi vòng ở phía sau, mình đi vòng hay là thực tiện thì dài dài sao nhé. Ờ, phía sau cho đông hơn. Rồi, cảm ơn chị nha. Và mời chị các bạn cùng đồng hành với Thanh Vũ đi tiếp nha. Ở phía sau thì chị nói rằng là phía sau người ta cũng mua bán nhiều hơn phía trước này anh chị. Bây giờ mình có thể mình đi dài ở phía sau và xem như thế nào. Đây. Cô đang vé. Đây thì người ta cũng bán hoa. Chợ Phong Điền thì nó mình thấy làm như là có vẻ nó hơi rất là rộng á anh chị. Phía bên đó thì người ta ở ngoài lộ thì mình thấy bán cái gì nhiều. Bây giờ mình vô trong cái chợ phẩm này đi bên trong và lẽ là người ta sẽ mua bán nhiều đó. Anh chị các bạn nhìn ở đây người ta bán đồ giả nên anh chị đi giờ bán rồi. Đứng trên luôn. Đâu, bên đây chào cô bán đồ chai. Bạn đi tới. Chào cô, ở đây bán được lắm hả cô ơi? Được lắm. Ô, bán bữa nay bán đồ chai bán được lắm nha. Bữa nay bán đồ chai bán được lắm, con có mua giùm cô. Dạ. Dạ rồi rồi, cảm ơn, chúc cô bán đắt nha. Dạ, chị, đây mọi người bán đồ gãy luôn. Bây giờ mời anh chị các bạn đi vào phía bên trong nha anh chị. Ồ, bên đây bán đồ bánh nè, các loại bánh. Bánh chăn chăn. Đây cô đang mua bánh chăn. Cái 5.000 không không ít, 5.000 không không? Bánh ít là lãnh nhiêu? Cái đó bánh bông ra 40.000. Đây bán quá được luôn. Ông có phải mì nướng hả? Sò gắt. Sò gắt cũng được không nha. Sò gắt là cái này 200.000 hai đồng cho là 24. Ở cái bọc trắng tèo đựng cho người ta khách đi xa xa. Đây này đựng bọc trắng. Bánh bò này bán sao vậy? 30.000 một chục. Hỏi con hay một chục gì đó đi. Đây, 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 đây.
đi dài tới nha anh chị. Ở đây thì mọi người bán cũng rất là chạy anh chị. Rồi mời anh chị các bạn đi dài tới nha. Ở đây bên đây thì quá bên đây thì chào chị, ở đây bán được lắm hả chị ơi, bán quá được luôn. Để đây là chị bán nhiêu kiểu vậy? Cá hồi lòng 50 ngàn. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt nha. Giờ tới chị các bạn ơi. Ở đây là bản xài con. Ở đây thì mình có bản xài và chị đang mua nữa nè. Hai chú hả? Ở đây bán là nhiều loại xài quá. Sửa chín hết rồi à? Ở đây chỉ bán mấy loại xài á mà em thấy trưng bày quá nhiều hả? Hai loại, loại cắt chu, loại cắt hoa và lọc. Dạ. Tại vì đó, bấy. Dạ. Nó nhiều loại á, nhiều cái tiền đó. Ồ, nhiều cũng như là trái nhỏ trái lớn mà nó khác nhau nha. Rồi loại đó nhiêu ký vậy chị? À cái loại ba à sà sống á là 20 có, 25 có. Dạ, cũng tùy theo lớn nhỏ. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt nha. Rồi mời chị và các bạn mình đi về tới nha. Để cho chị chạy trước. Để chị chạy trước đi, đi xem vào vòng một cái. Rồi. Chạy ra ngoài đất đi. Đây là cái gì đây? Wow. Rồi, đi tiếp anh chị ơi. Wow. Chào chú, ở đây mình bán được chưa dướng chú? Ngày hôm nay. Cũng lai gai ha. Mình ở đây mình bán loại cái gì gì vậy chú? Nhóc hết trơn chỗ đây, cái này là ngó sen. Cái này nhiều quá hồi hết biết đường à. Chỉ quay cho bà con mình thấy thôi. Rồi chúc chú bán đắt nha. Rồi mời anh chị các bạn mình đi tiếp nha. Ở đây thì bán gạo và đường. Rồi, tiếp mình đi dài phía bên sau anh chị. Ở phía sau mình lại nghe nói là đông lắm anh chị. Ồ. Ở đây mình nấu dừa luôn hả? Trước bắt thịt heo, đây là rau củ quả các loại thực phẩm, rau củ quả đây cho anh chị có thể xem. Ở đây thì ở nhà lồng ấy, cho nên hai bên đường đi cũng rất là hẹp đó. Trái cây
cái quay trước nha chị. Ớt thì quá bự à. Cái giống ớt này giống gì? Mỹ hả? Mỹ hả? Ừ, quá trời bự. Việt Nam mình nhớ gió yêu mà. Dạ, cái này mới về Việt Nam. Quá trời của Mỹ. Ở đây mình bán được chứ chị? Bán ngày nào chị cũng bán được chứ. Được, một ngày nào cũng được hết trơn ha. Để chị bán cũng nhiều thứ quá. Nhiều à, đủ tôi nguyên gia đình đó. Gì đó, ở nhà gia đình mình mấy người? Hai đứa con trai, con dâu, đứa cháu nội, thằng chồng. Chị mặn nhiều, chị nuôi hết trơn cái nhà. Làm siêu sao ha. Chị lại im mày. Dạ. Đúng không, lại mời mà cái. Chị đó. Ngoài ờ, có mấy chiếc xe tải ở nhà nữa hả? Chạy đường ngoài á, mấy người bán á, tỏi 3 ngàn dư đây đủ ăn à. Rồi, chị đang ở đây là để như là dư thôi chứ gì. Rồi em cảm ơn chị, chúc chị bán đắt nha. Còn chị ở đây thì bán làm sao? Em cũng nuôi chồng nuôi con vậy đó. Ờ, nuôi chồng nuôi con. Mấy đứa con? Hai đứa với chồng. Ờ, hai đứa với chồng. Đúng rồi, bà hốt em. Tiêu đâu trời ơi, như vậy khách diện bắt đầu người ta mới nhìn đó. Có nhiều người biết đến. Đây bán bí nụ đây, quay bí nụ. Cái này là bí gì? Bí nụ à, bông cải xanh, bông cầu dừa. Bí này là không bịch gì nhiêu chị? 35 ngàn hộp gì luôn chị, các bạn ơi. Lấy về mình bán lại làm cho của vườn. Của nhà có. Của vườn có hai chị. Dạ. Ở nhà là anh chồng. Em đưa chị bán. Rồi em chúc chị bán đắt nha. Rồi. Dạ, đi tiếp đây. Bán chị xa chị sáu vườn hả? Chị xa chị sáu nhà luôn. Rồi đón nhà luôn. Nhỏ đây nó gom cũng trồng nhà. Rồi đây nó gom cũng trồng nhà luôn. Có bà kia như là ở bên đây có mua hả? Ủa thì là chị bán luôn bên đây luôn. Và kia mắm nữa. Bán nhiều mới đủ nuôi gia đình chứ. Không? Nuôi một người làm 3-4 người miệng em. Mắm luôn là chị giao hàng từ đây tới đó luôn. Chị đó hả? Bà chỉ 2-3 chiếc rồi giờ mấy giờ mua thêm nữa hả? Rồi đây bán gần hết hàng luôn. Rồi đây cô cũng bán được luôn nè, sắp sửa hết hàng luôn phải không cô? Sắp sửa hết đồ luôn phải không? Rồi tiếp tục đi tiếp anh chị các bạn ơi. Bán tiếp. Hôm nay thì cô ở đây cũng bán cũng sắp sửa xong luôn rồi. Hết đầu hết rồi. Giờ này mới 7:30 mà mấy cô bán hết đồ hết rồi. Chúc mừng mấy cô nha. Hay đó, có bán được gì đâu. Mua có nhiều đồ còn nhiêu á. Dạ bán. Chứ không phải chắc vậy lúc trong mấy cô. Đâu đâu. Mua có 4 cái bông cải còn xinh kìa, không ai mua bốn. Dạ dạ. Bốn một nhóc chung có ai mua. Trời ơi, chết luôn. Rồi vậy chúc cô bán đắt nha, một chút xíu nữa cỡ tiếng hồ nữa là hết trơn cái này luôn. Đi tiếp không chịu các bạn. Dạ. Dạ. Ồ đây bằng cá. Cá hương. Có cá chú hồng. Rồi quá luôn, phía ở đây này đồng quá trời đồng. Wow. Đoạn này bán hầu như được cái gì quá trời nhóc người. Đây chị bán ốc luôn. Ốc đen không phải bán ốc vàng hả chị? Gạo ốc vàng. Rồi bạn chị các bạn mình đi tiếp. Ở đây thì mọi người đang bán trái cây. Giá luôn anh chị. Đây là táo đường.
bắt được được hả anh? Bên trong là me thái, hoa lộc, xoài hoa lộc, chị phụ lâm là rất là nhiều trái cây luôn anh chị các bạn. Thôi mời chị các bạn mình dài qua đây coi qua được coi, không qua được coi. Đây là bán hoa, các loại hoa, hoa rất là đẹp anh chị các bạn. Mà ở đây thì ta không có để tên hoa, cho nên anh Vũ cũng không biết, không gần các loại hoa mà kể cho anh chị các bạn xem. Anh Vũ chỉ quay thôi, quay cho anh chị các bạn xem đây là những cái hoa rất là đẹp anh chị. Quá là đẹp luôn. Ở phía bên trong nó rất là nhiều luôn anh chị. Mình bán được chứ ngoại? Dạ, ở đây mình bán được chứ ngoại? Bán được. Là gai. Dạ là gai, cái này là mình lấy về bán là mình trồng nhà ngoại. Dạ dạ. Rồi cảm ơn ngoại nghe. Mình chúc ngoại bán đắt nha hàng nha. Dạ thôi con đi. Ồ bán quá nhiều, bên đây cũng của ngoại luôn hả? Dạ dạ tới đây luôn. Bán nhiều ở đây với bán. Dạ. Bên đây. Bây giờ mình quay trở lại nha. Chị các bạn, Thanh Vũ sẽ quay trở lại. Bởi vì sao? Bởi vì ở phía trước á, ta bắt nhạc á, cho nên Thanh Vũ sẽ quay trở lại ở trước bị nhạc, thì Thanh Vũ quay để chứng bản quyền nhạc. Ở đây quá trời đông luôn, đông sao luôn, nhộn nhịp luôn, mua người bán tấp nập luôn, người thì đi trên đường luôn, quá tấp nập luôn. Vòng vòng ở đây á anh chị, đây ở đây là xôn xao cho nên rất là nhiều mua người bán, là rất là nhiều người mua luôn anh chị. Người thì đứng đợi, người thì lựa. Ở đây là phía sau của nhà lồng, có một lộ này chắc lẽ là người ta dễ chạy á, để xe cái sẵn đó tấp mua luôn á, cho nên nó thuận tiện hơn. Các bạn nhìn thì người ta có thể ta đậu xe và người ta mua hàng cũng rất là dễ luôn, mua những cái thứ mà ta cần hết, chẳng hạn quả trái cây là này kia đó. Mời chị mình đi tiếp nha. Đây phía trước bán hộp dẹp chè. Ồ bán chè này rất là nhiều luôn nè anh chị, rất là nhiều người đợi để mà mua á. Đây cô bán chè, nhiều phía bên ngoài đợi nữa này anh chị. Xôn xao nôn nao. Đây cô bán không kịp luôn. 15 viên 45 ngàn. Rồi nó lại 60. Đây các bạn chè luôn. Nó lại 60. Có tụng bỏ vô. Hậu phộng vô bỏ vô. Thank you.
Thầy Dũng sẽ đi dọc cho kia cho anh chị các bạn xem. Thầy Dũng chỉ quay cũng không chi tiết nhiều á, và mất thời gian của anh chị các bạn xem, cho nên Dũng chỉ quay sơ thứ này thôi. Anh chị các bạn có thể thấy ở đây thì bán rất là nhiều cũng nhiều mua. Dạ. Tới độ đông thổ nghĩa là căn ký 100 ngàn, 10 ngàn, 10 ngàn. Nhưng mà tỏ lên căn có 40, 50, 60, 60, 60 xã hàng. Dung Thái bán giá căn ký của bác ơi. Rồi mình mời anh chị và các bạn mình quay trở lại đi đường phía kia bên kia anh chị ơi. Đến đây thì hơi yên tĩnh hơn. Dung Thái bán giá căn ký của bác ơi. Thái độ đông thổ các bạn đi tiếp về phía bên đây, về hướng phía bên đây. Giờ này thì phía trước thì mình thấy vắng, tính đâu là điều hiu, nhưng mà không ngờ phía bên phía sau thì rất là nhiều người bán để bán kè. Ở đây bán được chứ chị ơi, bán chè quá được rồi. Rồi mọi biết ở đây là bán xong, đây cũng tiếp tục chè luôn. Ôi, ở đây cái xe sao bán bánh luôn luôn. Thì các bạn nhìn phía trước quá đông luôn, đi dài dài đi tới nha chị. Chơi con tới rồi cả mua người bán rồi xôn xao hết. Giờ này là 7 giờ rưỡi. Để anh chị các bạn xem phía trước là Phú đang bán này bán gì đây. Thịt chiên ở chú. Cái này thịt nướng ha. Thịt nướng chị các bạn xem. Sáu cây á con ơi. Đây mình bán cơm luôn hả? Sáu cây, sáu cây. Rồi đi đi đi. Đây bán bánh mì. Xôn xao hết. Ở dưới đây xôn xao rất là vui. 35.000 nữa cái tôm một con của bác ơi. Tôm nữa cái 50.000 nữa cái tôm một con của bác ơi. Tôm nữa cái 50.000 nữa cái tôm một con của bác ơi. Tôm nữa cái 50.000 nữa cái tôm một con của bác ơi. Cái tôm của bác ơi. Tôm nữa ký 50.000 nữa cái tôm của con bác ơi. Ở đây bán được chứ chị? Là gai mình bán bông bên đây chứ không phải bán bên đây hả? Ừ, một bó là 10.000. Dạ. Ở đây là ngày nào cũng bán hay là mấy ngày gặp mới gặp? Dạ. Ngày thường có bán gì không? Dạ. Bán thịt heo bên đây. Dạ. Rồi rồi. Em cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt nha. Wow, đi tiếp theo chị ơi. Đây bán trái cây luôn. Mỗi một ký 10.000, 20.000 có để bảng giá đầy đủ nè. Cái này xài này 10.000 anh chị. Xài này trái nhỏ hơn mà 15.000 nè anh chị. Chắc lẽ là nhỏ có bỏ. 10.000. Bạn có 10.000 luôn. Bạn 20.000 cũng rồi. Ở đây để bảng, ở đây mình để dầm bảng giá dễ mua hả cô? Rồi chờ biết trước quá trời đông luôn kìa. Thôi mời anh chị các bạn mình đi dạo qua đây, ở đây đông quá. Ở đây cũng bán cũng để bán giá luôn chị.
quá trời đông nè anh chị ạ. Quá nín. Ở đây bán được chứ chị ơi? Được lắm phải không? Sắp sửa hết rồi nè. Đây, đây người ta mọi người trình bày nè. Ôi, ở đây rồi, tới lúc lúc bên trong luôn anh chị. Đi tới chút xíu nữa ha anh chị. Bye.
Chào cô, nó chào chị chứ. Ở đây bán được chứ chị? Dạ bán cỡ. Ở bắp này là bắp nhà là mình bắp nhà luôn. Rồi mình cũng thường bán ở đây. Dạ, nếu mình bán gì là có dư chục hay là bán sao? Bán trái này chứ đó ba trái 1 ngàn. Đây mình đây ba trái 1 ngàn. Bốn trái. Đây bốn trái này lớn hơn chút xíu. Rồi cảm ơn chị, chúc chị bán đắt nha. Đây thì bán cá. Cá đồng quá nuôi gì có đầy đủ hết. Tiếp luôn. Dạ cô, mình bán cái này là đồ nhà có hả cô? Hả? Ở đây mình bán đồ nhà không hả? Ừ, tôi đi hải rồi. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn bà, chúc bà bán đất nha. Chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, đặc biệt nhất là thành công trong mọi lĩnh vực. Giờ thì xin tạm biệt, hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, bye bye. Đến đăng tại địa điểm tổ chức.